Vâng, thưa quý vị khán giả, vào mỗi ngày Tết thì bên cạnh sắc vàng của hoa mai rồi thì hoa đào thì chúng ta không thể quên được một món bánh truyền thống của dân tộc vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đó chính là bánh chưng. Với người dân tộc Việt Nam chúng ta thì bánh chưng hay là bánh tét là một cái món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng vào ngày Tết. Và cũng bởi vậy mà chúng ta thường nói với nhau rằng là nhớ đến Tết là nhớ tới bánh chưng, mà nhớ tới bánh chưng cũng là khi mà Tết đã về. Dạ vâng, đúng như những gì mà anh Hoàng chia sẻ, bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm Tết của gia đình Việt. Và thưa quý vị, nước ta thì có rất nhiều làng nghề làm bánh chưng nổi tiếng, và cụ thể như là bánh chưng Chanh Khúc ở Hà Nội, bánh chưng Bờ Đậu của Thái Nguyên, hay miền Nam thì không thể không kể đến bánh tét Trà Quân. Và không chỉ thơm ngon, có một làng nghề còn nức tiếng với món bánh truyền thống độc đáo. Những chiếc bánh chưng màu xanh lá hay bánh tét bán nguyệt có hình như vầng trăng khuyết từ lâu đã vang danh gần xa, là món đặc sản của làng Đại An Khê, Quảng Trị. Vâng, và nếu như chị Bích Phượng cũng như là quý vị khán giả vẫn đang tò mò về hình thức của những chiếc bánh này thì tôi cũng xin được chia sẻ thêm một chút. Đó là theo những người dân chia sẻ lại, sở dĩ mà bánh có hình bán nguyệt là bởi quan niệm của người dân ở đây, đó là cuộc đời mỗi người chẳng ai mỹ mãn, tròn trịa cả. Nên khi úp hai chiếc bánh hình bán nguyệt lại với nhau tạo thành hình tròn, với mong ước cuộc đời này sẽ tròn trịa hơn, hòa hợp hơn. Còn màu xanh của bánh thì thể hiện cho khát vọng về cuộc sống làng quê yên bình, ấm no và sung túc. Vâng, không chỉ là độc đáo mà ẩn sau những lớp bánh chưng, bánh tét đó còn mang rất nhiều những giá trị nhân văn, đúng không thưa anh Hoàng? Trải qua hàng trăm năm thì đến nay làng Đại An Khê vẫn luôn hối hả khi vào mùa. Những ngày sát Tết như thế thì những người dân nơi đây vẫn tất bật với hàng trăm đơn hàng từ khắp nơi, với hàng nghìn chiếc bánh cung cấp ra thị trường mỗi ngày được đưa đi khắp nơi để phục vụ bà con trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Điều làm nên thương hiệu của làng bánh Đại An Khê đó chính là bí quyết gia truyền mà cha ông lưu truyền lại từ xa xưa. Nổi tiếng nhất trong các loại bánh làm từ gạo nếp đó chính là bánh tét bán nguyệt. Chiếc bánh khi chín cắt ra, mỗi miếng bánh sẽ giống như vầng trăng khuyết. Màu vàng của nhân bánh cùng màu xanh của nếp trên miếng bánh nhìn như một bức tranh thủy mặc thôn quê sống động. Cùng với bánh tét, những chiếc bánh chưng màu xanh lá với hương vị thơm ngon đặc biệt của làng bánh Đại An Khê cũng khiến nhiều người bị mê hoặc. Trong dịp Tết này thì hộ nhà tôi nói riêng và tất cả các hộ làm bánh nói chung đều tấp nập làm để cho kịp sản lượng bánh cung cấp cho thị trường cả nước. Riêng nhà tôi thì trong dịp Tết này thì sản lượng khoảng một ngày khoảng từ 550 đến 600 cả bánh chưng cả bánh tét. Bánh nếp đậu xanh thì mình lấy từ có cái độ có nguồn gốc mà, chất có chất lượng mà, lá ngọt thì mình cũng mua để nguồn màu xanh, chứ không làm chất phụ gia hoặc là nhuộm màu phẩm kia. Làng Đại An Khê có khoảng 20 hộ theo nghề bánh chưng, bánh tét truyền thống, phục vụ nhu cầu ngày Tết. Có hộ đã làm hơn 1.000 chiếc bánh mỗi ngày theo đơn đặt hàng của các tỉnh xa. Bánh chưng, bánh tét Đại An Khê ngày nay đã có tem truy xuất nguồn gốc. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền và người dân xã Hải Thượng, từ một nghề truyền thống có nguy cơ thất truyền, đến nay các loại bánh của làng nghề này ngày càng được ưa chuộng. Không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà cả những ngày thường trong năm. Vâng, với mức giá rất bình dân, chỉ 40.000 đồng một cặp bánh nhân đậu và 45 tới 50.000 đồng một cặp bánh nhân thịt. Bánh tét làng Đại An Khê lâu nay rất được mọi người ưa chuộng. Hiện bánh chưng, bánh tét Đại An Khê đã được người dân phân phối đi khắp các nơi, không chỉ ở thị trường Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội và Huế, hay là thành phố Hồ Chí Minh. Bánh này còn được nhiều người đặt hàng thường xuyên để đưa ra nước ngoài nữa. Vâng, đối với những con người Việt Nam thì bánh chưng không chỉ là một món ăn quen thuộc vào mỗi dịp Tết cổ truyền mà còn là một tấm quà với những người con khi mà xa quê. Và giờ này thì có lẽ đã nhiều gia đình đang chuẩn bị cho ngày gói bánh chưng với những câu chuyện hàn huyên cuối năm. Tạm biệt câu chuyện về chiếc bánh chưng truyền thống, Nông thôn chuyển động sẽ tiếp tục với thông tin đáng chú ý để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe cùng cẩm nang sức khỏe. Thưa quý vị khán giả, xưa nay thì ông bà ta thì vẫn có câu rằng là đói ngày giỗ cha, no 3 ngày Tết. Những bữa ăn Tết thường là những bữa ăn nhiều dinh dưỡng nhất trong cả năm. Nhưng đối với bệnh nhân viêm đại tràng, họ vừa hân hoan lại vừa lo lắng khi nghĩ đến cụm từ ăn Tết. Bởi lẽ ăn Tết vừa là niềm vui sum họp cùng gia đình nhưng cũng đồng thời là nỗi kinh hoàng khi đại tràng liên tục bị hành hạ bởi các món đồ ăn nhiều dầu mỡ hay là cay nóng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn khắc phục được khi mà có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một thực đơn khoa học lành mạnh không những giúp người bệnh giảm bớt được những cơn đau mà còn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị bệnh đại tràng. Trong chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị những lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho người viêm đại tràng mạn tính để việc ăn uống trở nên nhẹ nhàng và ngon miệng hơn trong những ngày Tết đến xuân về. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người viêm đại tràng mạn tính, bạn cần thực hiện các biện pháp như sau. Nên ăn các thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 như cá, dầu hạt lanh xay, quả óc chó, quả bơ, bí đao với nhiều chất xơ, vitamin và beta caroten. Các thực phẩm chứa men vi sinh probiotic có trong sữa chua, dưa cải và miso giúp hỗ trợ tiêu hóa. Bột yến mạch nên chọn loại ăn liền không có hương vị sẽ giúp người bệnh đại tràng mãn tính dễ tiêu hóa hơn. Thịt nạc, trứng gà giúp bổ sung protein bị mất trong quá trình trao đổi chất của người bệnh. Nước ép nên chọn các loại nước ép giàu vitamin A, chất chống oxy hóa tốt như nước ép lựu, nước ép cà rốt, đu đủ. Rau xanh nhiều lá như rau ngót, rau muống, rau cải nên nhặt phần rau non để ăn. Không nên ăn các thực phẩm như các sản phẩm từ sữa như bơ sữa, đặc biệt là sữa bò, bởi người bệnh viêm đại tràng thường không dung nạp với đường sữa lactose. Các chất kích thích như rượu bia, cà phê, trà, sô-cô-la, các loại soda gây kích ứng đường tiêu hóa sẽ khiến tăng chứng ở hơi ở người bệnh viêm đại tràng. Rau có màu đậm, rau có quá nhiều chất xơ gây khó tiêu hóa, đau bụng, điển hình như bắp cải, cải Brussels và bông cải xanh. Thực phẩm nhiều dầu mỡ có trong mỡ động vật, đồ ăn nhanh, đồ chiên xào sẽ khiến cho bệnh càng nghiêm trọng hơn khi hấp thụ. Đồ ăn có nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt sẽ dễ gây đầy hơi, ướng bụng, ở nóng và tiêu chảy. Thực phẩm cay nóng như lẩu Thái, mì cay, ớt tiêu sẽ gây kích thích hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm, đau, loét dạ dày. Hải sản tươi sống có trong sushi, sashimi hay gỏi cuốn sống sẽ dễ gây đau bụng và đi ngoài. Thưa quý vị, bên cạnh những lưu ý trên thì quý vị cũng cần hết sức tránh việc nấu đi nấu lại nhiều lần sẽ khiến những món ăn này dễ bị nhiễm khuẩn, gây ra bệnh cho đường tiêu hóa và làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh ở những người bị viêm đại tràng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần thường xuyên uống đủ nước và bổ sung muối khoáng để cân bằng chế độ dinh dưỡng. Đó là thông tin đáng lưu ý để phòng chống bệnh viêm đại tràng mạn tính. Còn ngay sau đây sẽ là blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Huy Hoàng với những trải nghiệm tại một ngôi làng hoa được mệnh danh là xứ sở của hoa hồng, hay làng hoa thiên sứ của mảnh đất Đà Lạt, và chúng ta hãy cùng theo dõi bây giờ. Vâng, thưa quý vị, khi mà nhắc tới thành phố ngàn hoa thì chắc chắn là nói tới Đà Lạt rồi. Nơi đây với thổ nhưỡng và khí hậu ôn hòa trở thành thiên đường cho muôn vàn loài hoa đua sắc. Tại đây thì có 3 làng hoa lâu đời, đó là làng hoa Vạn Thành, làng hoa Thái Phiên và làng hoa Đông Hà. Trong chuyến du lịch của blog du lịch ngày hôm nay, hãy đến thăm làng hoa được mệnh danh là xứ sở của triệu bông hồng, làng hoa thiên sứ hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc làng hoa Vạn Thành. Và tất nhiên rồi, được chụp ảnh bên những bông hồng đủ màu sắc, tận hưởng bầu không khí trong lành và gặp gỡ những người nông dân trồng hoa chân chất sẽ là một trải nghiệm khó quên khi đến với ngôi làng hoa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ này. Cuốn hút với vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình, đến với thành phố Đà Lạt, đi bất kỳ đâu, du khách cũng sẽ thấy hoa. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo về màu sắc, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng được tất cả các loài hoa của thành phố sương mù. Nơi đây nổi tiếng với 3 làng hoa lâu đời, đó là làng hoa Hà Đông, Thái Tiên và Vạn Thành, đem đến hàng triệu lượt du khách mỗi năm cho Đà Lạt. Hiện nay chúng tôi đang cho thực hiện lập các cái đề án để phát triển các làng hoa này, gắn cái phát triển làng hoa chung với phát triển của thành phố Đà Lạt. Trong đó thì làng hoa sẽ là những địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách. Cách Đà Lạt 4 km về phía Tây, làng hoa Vạn Thành được mệnh danh là làng hoa thiên sứ bởi nơi đây cung cấp trên 80% sản lượng hoa hồng của toàn thành phố Đà Lạt. Đặt chân tới đây, du khách có thể tận mắt chứng kiến những loài hồng ngoại từ Ý, Hà Lan như hồng cánh sen, hồng song hỉ, hồng nhung. Nên là màu đỏ vẫn thống trị của cái thị trường hoa hồng. Có điều là cái màu thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái chủng loại, cái giống mới nó cho năng suất hơn thì sẽ phải thay đổi theo thời gian sau này. Làng hoa Vạn Thành là một trong những làng hoa đã được Ủy ban tỉnh công nhận là làng hoa truyền thống. Phải nói rằng làng hoa Vạn Thành góp rất lớn vào cái sự phát triển hoa của thành phố Đà Lạt, trong đó do giữ gìn cái nghề trồng hoa và phát triển trồng hoa thành một cái thương hiệu mạnh, góp phần phát triển kinh tế nói chung của làng hoa cũng như là nghề sản xuất hoa của thành phố Đà Lạt. Tại làng hoa Vạn Thành, hoa hồng có thân to, cao tới 1 mét và trổ bông quanh năm nên du khách có thể tham quan bất cứ lúc nào. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm không khí thu hoạch hoa hồng vào sáng tinh mơ hay buổi chiều chập choạng, cách họ chăm sóc hoa hay khung cảnh nhộn nhịp đóng gói, chuyển hàng cho các xe đến thu gom, chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Để khai thác tiềm năng du lịch, nhiều địa điểm tham quan tại làng hoa cũng đã được xây dựng và trở thành điểm nhấn cho du lịch tại làng hoa Vạn Thành. Vâng, làng hoa Vạn Thành mở cửa cho khách bắt đầu ngày mới tham quan từ rất sớm, 7 giờ sáng. Thời gian đóng cửa là 17 giờ hàng ngày. Giờ mở cửa và đóng cửa rất thuận tiện cho việc đi chơi tham quan của khách du lịch. Với bề dày lịch sử lâu đời cộng thêm kinh nghiệm trồng hoa và làm dịch vụ du lịch được người dân đúc kết lại, nơi đây xứng đáng được mệnh danh là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Đà Lạt. Ngoài ra, từ làng hoa Vạn Thành thì cũng rất thuận tiện để quý vị di chuyển tới các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt như là núi Lang Biang này, biệt thự cổ Đà Lạt này, chùa Linh Phước.